Rồi, xin chào mọi người. Thì cách đây mấy ngày á, thì mình bị viêm họng và mình đã làm cái món trà gừng mật ong. Thì mật ong á, là bá của mình từ nuôi gửi lên chó nha. Đây, ở đây là có 2 thùng nha. Thì mình sẽ đi qua bên này này. Bên này có thêm 4 thùng nữa. Thì vừa mới nhân giọng ra thôi. Thì một thùng như đặt mua trên mạng 1-2 triệu gì mình cũng không có ra lắm. Thì đây là ông lái gì đó. Thì mỗi lần thấy ông ba lấy cũng 5-6 lít mật cũng khá là nhiều á. Thì ở bên này có một cái vườn bắp. Mọi người nghe xào huyết là thằng em hàng xóm á, nó đang nuôi á, thì nó kêu mà lắm. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem này. Ông này thì nó bự hơn so với ông bình thường. Và bên này là có mấy cái mít. Mít thì cái mít là cũng trong mấy năm rồi. Và sau này là trong mì ăn củ hay là mấy cái mái này nó thôi. Đây là sau lưng nhà mình thôi. Ở bên đây có một mấy cái dưa này. Để mình quay ống cho mọi người xem nha. Thì mẹ mình kêu là giờ này nó chưa ra ăn nhiều, nhưng mà xíu nữa thì nó ăn nhiều, ra ăn nhiều lắm. Đây. Thì cơ khoảng vài tháng nữa về thì sẽ có bắp ăn. Thì sau vườn nhà mình thì nó cũng khá là nhỏ thôi. Hồi xưa thì nuôi heo cho nên nó còn lại mấy cái chuồng heo này đó. Để mình qua mình quay mấy cái chim cho mọi người xem luôn nhé. Đây là cái chuồng chim và cái chuồng gà rừng của thằng em này. Nhưng mà mình thấy mình qua cái nó ngưng hót đây. Đây, bên đây có mấy gà rừng này. Nó thấy người sợ nó bay lòng xa hết.